bầy chó hoang bị cướp miếng ăn ngay trên miệng. Chó hoang và linh cầu có thể cùng tồn tại trong một môi trường có đủ nguồn thức ăn cung ứng. Tuy nhiên, với thực trạng khan hiếm như hiện nay, giấc mơ về một hòa bình trên khắp thế giới là điều quá xa xỉ. Đều là những sinh vật săn mồi đỉnh cao ở châu Phi, chó hoang và linh cầu có những điểm giống và khác nhau đến kinh ngạc. Ấn tượng đầu tiên là bộ lông đốm bao phủ ở ngoài khiến những người không chuyên khó có thể phân biệt. Tuy nhiên, khác biệt rõ ràng nhất nằm ở việc linh cầu có thể nặng hơn chó hoang châu Phi đến hàng chục kg. Hơn nữa, nếu nhìn kỹ, linh cầu có họ hàng gần gũi với loài mèo hơn với loài chó. Danh tiếng cũng là một điểm khác biệt lớn giữa hai loài. Chó hoang là loài động vật đang bên bờ tuyệt chủng, còn linh cầu thì bị gắn liền với những thứ bị người đời xem thường như loài trộm cắp hoặc loài động vật phù thủy cuối cùng, có sức mạnh của ma quỷ và các thế lực bóng tối hắc ám. Về kỹ năng, chẳng ai có thể xem thường hay chê trách gì về cả hai loài động vật này. Nhưng nếu như chó hoang là bậc thầy săn mồi, thiện chiến với tỷ lệ săn mồi có thể lên đến 80% thì linh cẩu được biết nhiều hơn bởi sự ma lanh, nhanh nhạy với sở thích.